Vâng, xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Saigon TV và chúng ta đang có cuộc nói chuyện thân mật với họa sĩ ANN PHONG. Hồi nãy cái phần đầu là tôi hỏi là chúng ta sẽ tìm hiểu coi là chị ANN PHONG có tới hay chưa, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì mình đã nói về cái làm như thế nào mà chị bắt đầu cái con đường mỹ thuật của mình, những cái màu sắc thay đổi từ màu xanh cho tới những cái màu ngọt ngào hơn. Thế thì sau bao nhiêu thập kỷ, không nói bao nhiêu thập kỷ nha, bao nhiêu thập kỷ ở trong mỹ thuật và nghệ thuật, thế thì chị có bao giờ chị quay lại, chị nhìn lại và chị thấy rằng mình còn gì, mình mất gì, những cái thay đổi của mình để lại ấn tượng gì với chị, và nếu mà được chị có thể chia sẻ với các khán giả một cái kỷ niệm sâu đậm trong con đường nghệ thuật của chị. Sáng tác nghệ thuật nó có một cái chỗ như thế này. Tất cả họa sĩ vẽ không phải bức nào cũng là masterpiece, có nghĩa là không phải bức nào cũng tới. Nhiều khi họa sĩ mà nói bức nào cũng tới là họ xạo á. Tại chính họ biết mà, bức nào tới họ biết. Bức tới có nghĩa là khi mà người họa sĩ từ cái sự suy nghĩ, từ cái mắt nhìn mà nó nói mình vô trái tim mình, mà nó ra được bằng tay á, mà nó đi một cách rất là ngọt đó, rất là ra được như vậy á, nó diễn đạt được cái gì lúc mình muốn, lúc nào thả, lúc nào nặng, lúc nào nhẹ, lúc đó nó tới, nó diễn đạt được cái gì mình muốn á, mà nó diễn đạt một cách rất là phớt, mà người mình phải để cái chỗ trống để cái người coi họ bỏ tâm hồn họ vô, thì đó là một bức tranh của fan art. Tức là mình không vẽ hết người ta, mình vẽ 90%, 10% để cái người coi họ coi họ thường làm, thì lúc đó họ sẽ bỏ cái information của họ, cái feeling của họ, họ vô bức tranh, thì lúc đó họ sẽ nói chuyện với bức tranh của mình. Thế một cái mình vẽ xong nó ra công chúng. Có những lúc anh Phong triển lãm, thấy người Việt Nam tới xem xong có họ nói vài câu, họ thương họ nói thôi chị, cô vẽ nhẹ lại đi, cô vẽ như vậy không có bán được đâu. Cái mình thấy vậy là tới. Tức là ảnh không dám mua nhưng mà ảnh thấy là bức tranh tạo cho cái cảm xúc mạnh. Yeah. Mà cái đó chính là cái điều mình muốn đó. Nhưng mà khi đó mình quay lại, những người Mỹ họ coi xong họ nói I like it, mà họ mua xong mình thấy tiếc. Là chính những tác phẩm đó mình không giữ lại cho mình, sau này con cái không còn coi được nữa, tới nhà người ta rồi. Mà trong khi cộng đồng mình không có một cái gallery, không có một cái viện bảo tàng. Tại có những tác phẩm mình vẽ cho căn nhà nó nhẹ, có những tác phẩm vẽ cho viện bảo tàng nó phải nặng ký, thì nó mới nối kết được từ cái thế hệ này tới thế hệ sau, những con cái mình nó thấy những cái điều đó. Chứ mà thành ra những cái đó cộng đồng mình không có. Hay như những lúc mà anh Phong vẽ xong mà mình thích, nhưng mà khi mà mình để mấy người Mỹ rinh đi, mình thấy tiếc quá, mình thấy uổng. Thì cái điều đó có thật. Yeah. Thế thì bao nhiêu thập niên rồi, bao nhiêu lần tới rồi, và bao nhiêu lần mà chị phải thấy được người xem cảm nhận được bức tranh của chị và chị rất là tiếc, như là khi chị vừa chia sẻ. Thì những cái quãng đường như vậy, chị bao giờ chị nhìn lại và chị suy nghĩ được gì, mất gì? Mất tranh nhưng mà còn lại những cái cảm xúc của mình, đúng không? Còn cái tự hào. Yeah. Và chị có thể chia sẻ một cái kỷ niệm sâu sắc nhất trong suốt quãng đời. Cái đó phải nói là lần đầu tiên anh Phong triển lãm là solo show. Yeah. Lúc đó còn đang học master, chưa học xong. Có những cái chuyện rất là vui là lúc đó tự nhiên tổng hội sinh viên của Cassie Fullerton cần một người họa sĩ giúp để mà làm cái bình phong gì đó. Mà lúc đó mình đang là học sinh, đó là master degree, và họ nhờ mình làm. Thì ra cuối tuần đó mình ngồi mình vẽ tại chỗ ở trong công viên, vẽ những cái bình phong như là 30 feet đồ đó cho họ. Thì ông hiệu trưởng đi ngang thấy ông hết hồn, ông nói nhìn cái ông nhìn lên mặt mình nói I know you. Cái mình hỏi ủa why, he say because I just saw you on the newspaper. Tại lúc đó mình được interview bởi tờ Orange County Register là 30 30 by 30. Yeah. Cái ông thấy mặt mình, ông cầm tờ báo cho coi liền, tại lúc hôm đó báo mới ra. Cái tự nhiên mình thấy không ngờ một người Việt Nam ở một trường đại học mà được ông hiệu trưởng ông nhận ra mình bằng cách là ông cầm tờ báo trong tay. Cái đó tự nhiên thấy rất là hạnh phúc. Thì cái điều đó tới ngày hôm nay mình thấy là cái công đó không phải công của một người mà công của cả một cộng đồng. Một cộng đồng mình làm một cái gì đó thì người ta mới để ý. Mà một cái tiếng nói không có đủ mạnh mà phải tiếng nói cả một cộng đồng. Từ đó họ mới mời một số người họ đăng báo. Mà tình cờ mình cũng được hạnh phúc, mình đăng trên tờ báo đó. Tình cờ ông hiệu trưởng thấy, ngày hôm sau ông giữ lại. Ông nói với ông Dean là cho con này dạy. Cái đang học mà được dạy, khóa sau rồi được đi dạy học sinh. Tức là mình học master, mình dạy lớp beginner là lớp mới vô đại học đó. Dạy mà tới nay cũng dạy hơn 25 năm là như vậy. Wow, rất là tự hào. Yeah. Thích,
Hình như có tiền luôn. Không có làm quả sĩ nghèo. Thế thì hồi nãy đến giờ mình hỏi về cuộc đời của chị An Phong, về những cái tác phẩm và cái cảm xúc đằng sau đó. Và bây giờ thì Thủy Vân rất là tò mò. Thế thì trong cái quá trình mà sáng tác tranh của chị đó, thường thì người ta bắt đầu từ một cái... Thủy Vân tin rằng chị bắt đầu từ trái tim, từ tình cảm. Nhưng mà khi mà bắt đầu chị cầm cái cọ, chị ngồi xuống thì chị bắt đầu như thế nào? Cái cảm xúc là từ lúc lái xe đó, yeah, là mình có những cái giấc mơ. Về tới nhà cái bắt đầu là đi vô cái kho để tìm cái canvas đủ chứa cái giấc mơ của mình. Hình như cái cỡ mình phải có sẵn nhiều cái cỡ tranh. Để lúc vẽ thì biết là cảm xúc nó đi bao xa thì lúc bắt đầu ngồi vẽ. Mà lối tôi vẽ nó ngộ lắm. Tôi không có can kê, tôi không có vẽ sẵn cho tô màu. Nhưng mà tôi đánh lộn với nó. Có nghĩa là tôi vô á, là tôi đặt màu vô. Là tôi biết là trong vùng đó tôi muốn diễn tả cái gì. Trong vùng này, hình như lúc đi vẽ, hình ảnh nó hiện ra, cây cối màu sắc nó hiện ra, chiếc thuyền nó hiện ra. Lúc đó mình nghĩ tới chuyện như thế nào. Cái những cái hình ảnh nó hiện ra trong đầu tôi là tôi bắt đầu tôi để vô. Là tôi để vô mà nó không đúng chỗ là tôi xóa nó. Là tôi để chỗ khác. Chứ nó còn không nói chuyện với nhau thì tôi xóa hẳn luôn. Tôi để cái khác nữa. Hình như là nguyên cái quá trình sáng tác nó là một cái đoạn đường đi không biết tới đích. Mình cứ đi, nhưng mà mình biết mình trong tay mình cần cái gì. Như là mình người mà đi chợ nấu đồ ăn đó, họ có sẵn những cái thức ăn phải không? Hình như tôi có sẵn những thức ăn đó nhưng mà tôi không biết là tôi nấu được cái món đó nó ngọt như thế nào, tôi không biết, nhưng mà tôi vẫn nấu. Tôi có sẵn những cái ingredient là tôi biết, mà tôi biết cái bố cục, tôi biết cái nội dung cái bức tranh đó tôi muốn diễn tả cái gì. Thành ra có những cái bức tranh khi mà tôi diễn tả là về thân phận tôi cũng như cái người Bo people. Nói chung người Bo people lúc đó tới thời 80-90 rất là đông. Mà nhà văn viết về những cái thảm cảnh của người Việt Nam mà vượt biên rất là nhiều. Nhưng mà họa sĩ không nhiều. Họa sĩ về nghệ thuật tạo hình mà diễn tả những cái cảnh đó không nhiều. Hay là tôi nghĩ chỗ đó là một cái chỗ mà tôi có thể diễn tả được rồi tôi làm. Sau đó tôi lại bắt đầu chuyển những chủ đề. Tôi thấy là đủ rồi, đi vượt biên lâu rồi cũng đủ rồi. Bắt đầu để những cái chủ đề khác. Thì những cái chủ đề khác mà hiện ra tôi để ý là cái thế kỷ 21 ngày hôm nay mình sống như thế nào. Ngày hôm nay tôi được cái sung sướng tôi sống ở bên bờ Thái Bình Dương bên này. Nhưng mà những cái chuyện xảy ra bên Thái Bình Dương bờ bên kia mà tôi vẫn còn để ý. Thì những cái đó cũng trở thành một cái chủ đề cho tôi vẽ. Thì nhìn lại cái chủ đề tôi rất là rộng, nó phong phú, màu cũng phong phú, chủ đề phong phú, mà cái cỡ tranh cũng phong phú. Có lúc mà hướng tôi có thể vẽ 10 feet, tức là bự, mà người ta bán nữa, bán 10 feet, thành ra tôi phải đi Home Depot, tôi tự mình, tôi mua gỗ, tự mình đóng cho đủ 10 feet. Còn những cái tranh nhỏ thì tôi có thể là mua canvas, nó có sẵn thì tôi vẽ. Thì chị vừa mới chia sẻ là có những cái đề tài mới, rất là mới, mà chị bắt đầu có hứng thú và sáng tác. Trong một cái buổi exhibition sắp tới đây của chị, đó là cái buổi triển lãm đầu tiên, có thể nói là đầu tiên trong rất là nhiều năm, 20 mấy năm rồi, chị An Phong mới có một cái buổi triển lãm một mình, và có rất là nhiều những bức tranh ở trong đó, nó có về những cái đề tài đương đại, và điển hình là một bức tranh mà Thủy Vân đang thấy trước mặt của mình đây, một cái gam màu hoàn toàn mới, rất là intense. Thế thì chị An rất là nóng, rất là nóng về đúng về cảm xúc cũng như là về cái thời gian, thì chị An Phong có thể chia sẻ với bức tranh này hay không? Trước khi nói về bức tranh thì An Phong xin nói là An Phong triển lãm trong cộng đồng cũng hơn 26-27 năm nay rồi. Nhưng mà mỗi lần làm thì mình làm chung với lại những cái họa sĩ, những người họa sĩ khác để vui á, mà ngồi mình buồn. Nhưng mà tới ngày hôm nay cái An Phong được mời là tại sao không làm một mình, tại bấy lâu nay làm một mình đi ra chỗ Mỹ làm nhiều hơn là chỗ Việt Nam. Hình như nói ok, làm một mình có cái hay là mình có thể để rất là nhiều tranh. Và trong khi mình để như vậy, mình có thể chia ra những cái chủ đề mình muốn để diễn tả, tại vì nó mới thể hiện được một người họa sĩ đa dạng, chứ mình không phải lúc nào cũng vẽ về biển không đó. Thì trong những bức tranh kỳ này có những cái đa dạng đó. Thì như là Thủy Vân mới vừa nói thì cái bức tranh tôi mới vẽ xong, nó nhỏ thôi nhưng mà nó cảm xúc từ không phải ở bên bờ Thái Bình Dương bên này mà lại là cái bờ Thái Bình Dương bên kia, bên Việt Nam cơ. Tới ngày hôm nay thế kỷ 21, những người Mỹ đang sống họ cũng để ý về môi trường rất là nhiều ở Mỹ. Hình như ở LA ngày hôm nay chúng ta lái xe mà không thấy khói đen. Tại vì người Mỹ họ đã sửa luật, họ làm cho không khí nó trong lành trở lại. Chứ như ở những nước khác họ lại không để ý cái môi trường sống. Mà nếu mà không để ý môi trường sống, cái người dân bị thảm họa.
bị rất nhiều. Hình như gần đây cả một năm nay anh Phong nhìn lại từ cái ngày mà xa áo Tây tháng 4, khi mà Formosa mới bắt đầu, là người ta đã thấy nước bắt đầu đổi màu ở Việt Nam, mà tới ngày hôm nay là hơn một năm mà cái vấn đề cũng chưa có giải quyết. Hình như tự nhiên nó cái màu đỏ nó tới với anh Phong, là như anh Phong bỏ vô cái biển, mình bỏ vô biển này nó có những cái công ty nó đang sa thải đồ, những cái khí độc ra, có những cái đồ, những tất cả những cái đó nó trở thành những cái bãi rác. Thì trong cái bãi rác á, người dân vẫn sống, thì cái người dân nó phải đi qua những cái vùng rác đó mà sống. Thì cái bức này nó là chính là một cảm xúc mình thấy nó rất là đau ngày hôm nay mà Việt Nam họ phải chịu đựng. Mà trong cái bên này mình chỉ là chịu đựng bằng cái màu đỏ, tức là màu nóng mà màu rất là đỏ thôi, nhưng khi người Việt Nam phải chịu đựng những màu thật của nó. Thì cái sự mà tương đồng giữa cái bức tranh chỉ là một cái mở cửa cho người ta suy nghĩ thôi, nhưng mà người ta khi mà nhìn thấy cái thật ở bên Việt Nam nó rất là đau lòng chỗ đó, thì bức tranh là một trong cái cửa sổ mà anh Phong mở ra. Cảm ơn chị. Nhưng mà một cái điểm đặc điểm nữa mà chị Vân để ý trong bức tranh của chị An Phong, đó là những cái gam màu, như thế này là gam màu thay đổi rất là làm cho mình cảm thấy nóng mà cảm thấy giận dữ nữa, mà lúc nào cũng thấp thoáng một cái hình một con người, một cái bức tranh, một cái chiếc tàu, và lúc nào cũng có một cái gì đó nó ẩn hiện phía sau, và chính cái ẩn hiện phía sau đó làm cho gây cái cảm xúc rất là mạnh đối với người coi tranh. Khi mà nói về chiếc tàu, nó có một cái câu chuyện khác nha. Yeah. Thường mình nghĩ chiếc tàu, mình nghĩ tới những người vượt biên. Yeah. Nhưng mà đối với anh Phong, chiếc tàu này có một cái ý khác. Tại vì có một đàn bà mà không lấy chồng, người ta nói là thuyền chưa cập bến á. Thì tự nhiên mình thấy chiếc thuyền có một cái sự tự do khi mà nó đi trên đại dương, có một cái mênh mông, một cái tự do. Nó không bến, không bờ, mà nó thật có bao nhiêu người phụ nữ được hưởng cái sự tự do đó. Cái tự nhiên anh Phong muốn đem nó vô để mà nhắc là nếu mình thấy được cái sự tự do đó là quý trọng, cứ giữ nó không sao, không cần bến, không cần bờ gì hết. Thì trong chiếc thuyền nhiều lúc là xung quanh chỉ là một cái khoảng trống, trong bức tranh cái khoảng trống nó tạo cho cái điều mà rất là nhẹ nhàng cho chiếc thuyền để mà lướt. Thì đó là một cái điểm mà anh Phong cũng để trong tranh. Trong tranh nhiều khi mình để đồ đậm, màu đậm, tại cái ý của mình lúc đó nó rất là nặng, nhưng mà đời là phải lúc nào cũng nặng, có lúc mình cũng cười. Hay nha, trong bức tranh nói chung là những tác phẩm của anh Phong lúc nào anh Phong cũng công bằng, tức là cân bằng giữa cái màu đậm với lại màu lợt, chỗ dày với chỗ mỏng, chỗ có người, chỗ không có người, chỗ mà đi xa, chỗ gần, thì những cái đó nó quyện vào nhau như thế nào đó, thì mỗi bức tranh nó diễn tả một cái cách khác nhau. Chúng ta vừa mới nói xong về chị anh Phong vừa mới nói xong về cái chụp triển lãm solo của chị, thì chị có thể chia sẻ một số thông tin để mà quý khán giả cũng như là cộng đồng chúng ta có thể đến và thưởng thức những cái cung bậc, những cái màu sắc, những cái chủ đề mới trong tranh của chị. Kỳ này có những tác phẩm rất là lạ. Là lạ là chỗ là tôi là người vẽ, nhưng mà những người thưởng thức tranh cũng có thể là một trong những người thay đổi bố cục của bức tranh. Hình như có những bức tranh tôi mời người thưởng ngoạn tới chơi với bức tranh luôn. Thì những cái đó mỗi lần mà họ tới họ có, tức là có một cái instruction họ đọc, thì họ biết là trong bức tranh đó họ làm được cái gì để mà bức tranh đó thay đổi cái ý nghĩa, thay đổi cái hình dạng luôn nữa. Yeah. Wow. Và mong quý vị đừng rời màn ảnh của SaigonTV. Chúng tôi sẽ quay lại sau vài thông tin thương mại và chúng ta sẽ tiếp tục cùng nói chuyện thân mật cùng họa sĩ An Phong.